Thì như vậy nè, quý vị phải xem ở trong kinh Tệ Túc, xem kinh Tệ Túc của Trường Bộ á, càng ngày Kumarakassapa ngài giải thích rất là rõ cái trường hợp này. Là ví dụ như thân bằng quyến thuộc của mình sanh thiên, thì thứ nhất là cái tuổi thọ của cõi trời nó quá là lâu dài đi. Cái thứ hai á là ở trển sung sướng dữ lắm, cho nên vừa lên trên đó nó sung sướng vô cùng, mà hưởng được một tí xíu giật mình ngó lại người thân thì đã mấy trăm năm trôi qua. Thành ra là tới hồi mà nhìn lại là đã xanh cỏ hết trơn rồi. Thành ra là mình đừng có quá trông chờ vào cái chuyện đó. Bởi vì đã cách nhau mấy trăm năm á, thì nhìn lại thì thứ nhất là con cháu nó quá nhiều rồi, nó loãng quá rồi. Rồi ở chưa kể ở dưới này là nó tầm bậy tầm bạ rồi này nọ kia, rất là hiếm. Cho nên là nhiều khi là họ cũng chẳng mặn mà gì đâu, mà ở trên trển á, hưởng lạc coi bộ vui hơn cái chuyện mà nhìn mấy đứa này dưới đây nó ô nhiễm. Tại vì đã cách nhau mấy trăm năm rồi, nó lạc lắm rồi quý vị, nó nhạt lắm rồi. Rồi một cái chuyện mà lơ vừa lên là đã ngó xuống liền, có chứ không phải không có. Như là cái trường hợp ở trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, cái người con vừa lên đó, vừa lên cõi trời đó, là xuống độ liền người cha. Cái chuyện đó có, nhưng mà báo trước để cho quý vị đừng có tưởng bở là nó hiếm ghê lắm nha, nó hiếm dữ dằn lắm. Cho nên là mình có thể xem đó là những trường hợp ngoại lệ, chứ đừng có coi đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên là suy nhớ là ở trong trong cái bài kinh sám hối mà cái bài kinh vô thường khổ não vô ngã đó, chủ nhật hay tụng, nó có một cái đoạn là thường hay khấn vái ông bà tổ tiên ấy, là để mong tai qua nạn khỏi. Xin thưa, cái nghiệp của mình là mình phải lo, chứ mình đừng có lo mà mình đi cầu mà đi khẩn nha. Mình phải lo cái nghiệp của mình bằng cách mình tạo nhiều phước thiện và mình đừng tạo ác nghiệp nữa. Đó mới là cái căn bản mà mình cần phải nương tựa, chứ không phải cái chuyện mà mình cứ cầu mình khấn ông bà tổ tiên ha. Xin thưa ông bà, chảnh chơi vui lắm, cứ để ông bà chơi chảnh đi. Xin mời Đại Đức Tuệ Tương chia sẻ. Dạ, kính thưa Đức, kính thưa quý vị. Cũng một lần nữa Đức hành tại trả lời với câu hỏi này. Nói chung là giờ muốn thêm muốn muốn kiếm cái gì để nói, không biết nói thêm gì nữa, nhưng mà chỉ cũng cũng chỉ nói thôi. Bây giờ sư cũng giờ nếu mà nói sư cũng chỉ nói như Đức hành tại thôi. Là sao? Là muốn hiểu rõ vấn đề này, ngoài việc đọc kinh, đọc chánh kinh bài kinh Tệ Túc trong trường bộ kinh, không? Còn quý vị nào mà đọc chánh kinh mà cảm thấy còn còn cảm thấy chánh kinh đó, có nghĩa là mình vẫn chưa có hiểu rõ lắm, thì đây sư vừa cũng mới thấy luôn trên kênh của Đức Hành Tại luôn nha, trên kênh Đức Hành Tại luôn, là số 30, cái tựa đề nè 39 kinh Trường Bộ kinh Tệ Túc khi sư giác nguyên giảng ngày 27 tháng 9 2016 đó. Quý vị nha, lưu ý tới bài kinh này nha. Nhưng mà một lần nữa sư cũng nhấn mạnh là nó thiệt là khi mà sư nghe cái bài kinh Tệ Túc này, sư giác nguyên giảng, sư nói là tuyệt vời, bản thân sư sẽ thấy tuyệt vời để vị hiểu đó. Đó thì một lần nữa một lễ vị đọc chánh kinh trong trường bộ kinh kinh Tệ Túc, thứ hai là cũng trong kinh YouTube của Đại Đức Hành Tại, kinh sư Hành Tại Theravada, cái từ khóa là 39 kinh Trường Bộ kinh Tệ Túc sư giác nguyên giảng ngày 27 tháng 9 2016. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Và quý vị thấy đó, khi mà gửi ba câu hỏi như vậy thì các sư phải liên tục như vậy, thì nhiều khi mấy sư phải rất là cố gắng để cho nó gom lại, cho nó chọn vừa đủ cái thời gian. Cho nên là lần sau mà những cái câu hỏi như vậy là sư trả về nha. Lúc đó là lỡ xếp hàng rồi tới nơi bị trả về thì đừng có than ha, đừng có than. Và sư xin kết thúc cái buổi vấn đáp ở đây.
xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên người xung quanh nơi đây và các cái bậc hữu ơn hộ độ chúng tôi trong thời gian qua. Cầu mong tất cả hãy thọ lãnh một cách tùy ý. Sau khi đã thọ lãnh rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mại Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Chúc quý vị ạ.